xin chào tất cả các bạn đã trở lại với Thằng Thầy Tây Bay. Đó, tôi mở đi săn bắt hái được hai chú chim các bạn ạ. Anh đừng có xa ôm bắt chim nhà em ấy. Chim ở nhà anh bố em ấy. Ai cho anh làm thì em không cho anh. Rồi, nó chọn các bạn biết hết giờ. Video clip này mình sẽ hướng dẫn chú chú cách đi tìm đồ ăn, đi tìm thức uống để sinh tồn trong rừng. Đồ ăn thức uống nhé. Hai chim bây giờ làm gì đang? Không. Nướng đi anh em con. Không. Thèm quá. Không. Nó chéo. Không. Thôi được rồi, mình sẽ bỏ hai chú chim này lại, cùng đi cho chú xuống đi tìm đồ ăn ở khu vườn này. Hôm nào chú xuống học giỏi là sẽ cho đi sinh tồn thật. Ok không? Thế đi không? Cái này cái gì? Ăn thịt đi. Bỏ vào đây, cắt thịt mạnh, mau về. Nó đốt chim ăn luôn vậy. Thôi, mình cũng đi nha các bạn nha. Cùng lên thuyền nữa, đi sinh tồn. Đưa chú xuống đi kiếm đồ ăn. Con bọ này, mày chết đi chẳng. Đi kiếm đồ ăn xuôi. Đấy cô, em phải cầm theo dao. Đôi nón vào. Rồi cầm dao đi. Rồi lấy một con dao đi. Lấy hai con đi, em một con, anh một con. Đó, cầm hai con dao nha. Mình cũng đi nha các bạn nha, đi cùng với Su Chún. Nào đi nào, nhanh lên nào. Nào đi theo anh. Rồi mình sẽ đi ra vườn. Nếu mà trong rừng ấy là mình sẽ đi vào rừng nha. Mình cầm theo một cái cây để có ví dụ có rắn ấy mình xử lý. Nào đi trước đi. Wow. Bây giờ em sẽ nhìn ở trên cây xem có gì ăn được mình sẽ hái. Có gì đó. Có gì hả? Tiếp tục đi. Xem có cái rau gì mà có thể ăn được mình sẽ hái luôn. À, tiếp tục đi đây. Thấy trời mưa không? Em ăn giun không? Đào giun ăn chưa? Đây. Hiện tại thì có một cái cây rau này, rau này ăn được không Su? Bạn Su bảo không ăn được đâu các bạn ạ. Thôi mình đi sang bên kia. Đi tiếp đi. Trời đang mưa rồi. Nhanh lên, không có đêm nay chúng ta không có đốt thức ăn đâu. Đi sinh tồn trong rừng đấy. Rau này ăn được nha. Rau này ăn được, em hái đi. Bỏ một con dao đi cho anh cầm cho. Hái rau đi. Hái nhanh lên để tối còn lấy cái thức ăn mà ăn chứ. Không, không phải cắt. Cái này hái thôi. Cái gì bao giờ cần đến ấy rồi. Hái như thế này các bạn ạ. Đấy, em hái đi. Hái rau để tối nay chúng mình cũng ăn. Đi sinh tồn là mình phải tìm được những cái rau rừng này mình ăn này các bác này. Sâu nhiều lắm. Có thấy không? Bạn Su đang sợ sâu. Gì đây? Sâu. Thôi rồi, cứ né ra anh hái cho. Su Chún, bạn tìm xem có gì ăn không? Ý, có cam này. Trái gì đây? Quả cam. Cam á? Hái đi. Cái này cây cam à? Mà nè, cái cam các bạn ạ. Chắc ăn được đấy. Thôi đi tiếp, đi vòng sang bên kia. Đi được hái được rau và cam rồi. Tiếp tục. Em nhìn ở trên cây xong em nhìn xuống đất xem có gì không. Trên cây toàn sâu mơ chứ đâu có gì đâu. Không có gì hả? Ừ, toàn sâu mà. Ê, con gì đây? Đâu. Con gì bạn xuôi? Cùng mát con bỏ cánh cam mà không kia. Bỏ cánh cam hả? Không ăn được đâu. Con này. Đây đây. Em đang bắt con đấy không? Rồi đi tiếp bạn Su. Chỗ này có gì mà nó đập. Cái gì đấy sao? Lấy gì đào lên đi. Hả? Lấy gì đào lên đi. Em đây cái cây của em đó. Cúi xuống đào chứ. Bạn Su này phải mạnh lên chứ. Đào mạnh lên. Rồi để từ từ anh cho máy cho. Cứng cứng à? Đó. Chờ anh tí. Kiếm gì anh hỗ trợ. Wow, các bác. Có cái món này ngon tuyệt cú mèo luôn này. Bây giờ anh em chúng tôi sẽ làm một cái món tuyệt cú mèo để cho các bác cho chúng tôi ăn, chứ các bác ăn các bác chửi chết. Đấy, món sâu. Sâu. Nhiều không? Nhiều kinh khủng luôn. Thôi bây giờ. Xăng à? Xăng thì cũng căng đấy. Được không?
Wow. Cảm giác thật là phê. Ơi, bên kia mẹ, qua bên kia. Qua má nó nhiều quá vậy trời. Sâu đâu ra trên đây. Má ơi. Mấy ngàn con. Ui. Không mưa mới mưa rồi, đốt không chết nổi đâu. Ok, ơi, em thấy củ gì này? Củ gì? Anh xem nào. Củ này nó tròn lắm. Đâu? Củ sắn à? Củ gì đây? À. Các bạn ơi, bạn Su Su đã tìm thấy một cái củ. Củ này ăn được. Ăn được. Wow. Củ này ngon thế. Đây. Các bạn ơi, các bạn biết củ này là củ gì không? Em đào tiếp đi. Xem con củ nào nó không. Chúng ta đã có đồ ăn rồi. Bạn Su Su đã tìm thấy một củ. Một củ đâu? Tiếp tục tìm đi. Tối nay là anh em mình không có sợ đói rồi. Này. Không thấy à? Củ nào đây, để nhẽ mà có một củ thôi. Ôi run này. Run để câu cá. Cá đây này. Sao em đào mấy cây không có cây. Su Su không đào ra, mình đã đào thêm được một củ nữa rồi. Em đào tiếp đi. Hồi nãy em đào ra mà. Đào tiếp đi. Chắc hết rồi quá. Đây các bạn ơi, có hai củ đậu này. Này đang lên chồi này. Bạn Su Su đang tiếp tục tìm kiếm. Không biết củ gì bạn Su Su. Ngon quá các bạn ơi. Bây giờ mình với Su Su đã có đồ ăn rồi. Thôi, không còn thì mình đi tiếp đi. Đi thẳng tiếp đi. Thẳng đây. Ý, ở đây có củ ổi nè. Ổi à? Hái đi. Nhiều trái không? Ôi gì mà một trái. Hái đi. Ôi à. Đấy xem mà. Wow. Bạn Su Su này hái thêm được một quả ổi nữa các bạn ơi. Trên kia còn mấy trái nhỏ kìa. Thôi. Mình hái trái to thôi. Vậy là kiếm thêm một quả ổi nữa các bạn ạ. Hôm nay kia có quả to lắm kìa. Mấy cái kìa. Thôi được rồi, chúng ta đã có đủ đồ ăn rồi, đi về chăng? Đây, đi về đi. Về. Từ đó, cất cái. Ngủ đây hả? Tối nay ngủ đây chứ ngủ đâu. Ngủ ở nêu cho quen đi, để sau này mình còn ngủ ở ngoài rừng chứ. Đúng rồi, nó đúng quá. Em chưa ngủ ngoài nêu lần nào. Chưa ngủ ngoài nêu lần nào hả? Hôm nay em kiếm được những gì nào? Hôm nay kiếm được quả ổi với lại một cái cam. Đấy các bạn ơi, Su Su hôm nay cuộc hành trình đi kiếm thức ăn của Su Su không có kiếm được con gì cả. Có nhiều sâu nhưng mà không ăn được sâu. Su Su chỉ kiếm được cam này, cái gì đấy? Ổi. Củ đâu? Rau. Cái này là rau các bạn. Mình nếu mà mình có thịt có cá thì mình có thể luộc ăn chung. Đi rừng rất là ăn mấy cái này rất là tốt. Cái này là lá sung, có vị chát, chứa được rất là nhiều bệnh đấy. Đó. Để tối em chỉ cày mấy trái này xong. Rồi em tự bóc ăn này. Các bạn nhìn Su Su bóc ăn nha. Tối ăn nữa. Tối em thích ăn trái cây. Ăn cơm xong. Tối ăn củ đậu này. Không. Củ đậu nữa. Mời các bạn nhá.
ngược lên chua quá. Hôm nào mình sẽ mua một con gà cho bạn Xú Xún thử nướng nhé các bạn nhé. Mọi người ủng hộ nhé. Mua một con gà to như này cho Xú Xún tự nướng ăn. Xú Xún nướng được không? Nướng nói to lên nhỉ. Dạ. Không biết sử dụng à? Em biết sử dụng bản đồ không? Bản đồ sử dụng sao? Em đâu sử dụng. Đây. Tăng 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 tăng. Bản đồ đây. Sau nhiều lần mình bị thua cũng như là bị thất trận, mình đã sáng tạo ra bộ bản đồ này. Tây Nam Bắc xuống. Hôm nay sẽ dạy Xú Xún cách xem bản đồ. Tăng 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 tăng. thì bản đồ đó vậy mà. Đây các bạn biết cái bản đồ này không? Nếu mà bạn nào mà bị thua nhiều sẽ biết cái bản đồ này. Bản đồ này là bản đồ xương máu. Có cái bản đồ này trong tay thì mình sẽ thành công. Hôm nay sẽ dạy Xú Xún nhá. Xú Xún đâu? Xem không? Cái này để hôm nào anh review cho các bạn xem sau. Hôm nào mình sẽ làm một cái video review cái bộ sản phẩm này xem. Chưa thấy review có tí à? Em nhìn thấy không? Đây gọi là cái la bàn, nó luôn chỉ hướng tây bắc, bắc tây ở đây. À, các em thấy không? Cái mũi tên này nó chỉ một hướng thôi, hiểu không? Mình sẽ chỉ cái la bàn này vào đây, à, thấy không? Có nghĩa là hướng này là hướng tây bắc này, tây bắc thấy không? Tây bắc là chữ phát tài này, là quả bầu nhá, quả bầu là tây bắc nhá, tây bắc. Mở cái sao ấy, học khó nhỉ? Tây bắc, đó. Chữ V kép này này, V kép này là hướng thua nhiều quá rồi mà sao giờ không nhớ hết các bạn. V kép này là hướng tây này, hướng tây này, tây này, à, tây nha. Còn chữ E biết hướng gì không? E bên này hướng đông này, đông. Vậy này S này là hướng bắc nam này, nam này. Đó, khi mà em có cái tấm bản đồ này đúng không? Sao mà bù với chú với tóc rồi? Hồi đội nón mà. Đừng có bị nạc đúng không? Em bị nạc em sẽ gặp cái con này và em thổi để phát ra tín hiệu để cho người mọi người cứu. Thổi đây, mạnh đấy. Thổi mạnh lên. Rồi, khi thổi không được nữa là mình sẽ bật lửa lên để báo hiệu. Để báo hiệu có khói các bác, các bạn. Để báo hiệu là người ta sẽ đến cứu mình bật lửa bằng cái này. Còn khi mà không được nữa mình sẽ sử dụng cái này. Đây là hướng tây bắc. Bạn Xu bạn sẽ đi về hướng nào? Hướng quả này hay hướng con cá hay hướng con tôm hay hướng nào? Còn đây. Con hươu này hả? Sai. Hướng con hươu này là sai. Đây, mặt trời mọc hướng đông này, nặng hướng tây này đúng không? Thì tí xỉu dần mão thìn tị thân mậu tuất hợi. Mình sẽ đi về hướng bắc. Đúng rồi. Các bạn ạ, nếu mà bị lạc trong rừng, không phải đi về hướng nào hay không, nhưng mà mình hãy xác định một hướng để mình đi không có bị lạc, không ra được đâu. Đi vòng tròn, vòng tròn, vòng tròn. Em sẽ chọn một hướng ở trong đây để mình đi như thế này. Đúng không? Nhìn nó này, cái na bàn nó như thế này. Thì em cứ đi song song, đi xéo theo cái na bàn này. Cái na bàn nó chỉ hướng bắc nam này. Đó. Em đi xéo bên kia, ok không? Bây giờ ví dụ như ở trong rừng là nó như thế này các bạn này. Mình bịt mắt xuống xuống. Các bạn ạ, xuống xuống đây. Đó, trong rừng.
Cái gì? Trong rừng mà bà. Vì trong rừng á là phản ứng của người ta nó cũng như vậy. Cây toàn cây to không ạ? À? Bản đồ, bản đồ, bản đồ, bản đồ này là bản đồ tiền đấy. Bản đồ. Đấy, bây giờ bạn biết dùng bản đồ chưa? Rồi đúng không? Thôi. Tiếp tục đến môn khác đi. Hôm nay bạn chưa xuống nói vậy chứ chưa chưa học được đâu, tại vì cái này tôi trêu cho bạn chưa xuống tí thôi. Chưa bạn chưa xuống tí thôi. Chứ bản đồ là mình phải có một cái bản đồ một cái khu vực nào đó các bạn ạ. Chứ cái này là mình không phải là bản đồ. Cái này là banana bàn, cái này không phải bản đồ. Ai ăn trộm laptop của tôi? Su xuống giả mù lấy laptop của mình các bạn ạ. Su xuống này. Yeah.